Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào code để chúng ta tìm hiểu nào. Code thử nào. Comment cái này lại. Ở đây chúng ta sẽ debug.log ra. Debug.log A bằng B. Debug.log A khác B. Debug.log A lớn hơn B. A nhỏ hơn B. Debug.log A lớn hơn hoặc bằng B. À, nhỏ hơn hoặc bằng B này, xem này. Đó, chúng ta có mấy cái này. Chúng ta sẽ log ra. Đầu tiên là A có bằng với B hay không thì là false thì đúng rồi. A có khác với B hay không thì là true là đúng rồi. Tiếp theo chúng ta có gì? A lớn hơn B. A lớn hơn B là false. Tất nhiên là sai rồi tại vì A ở trên này bằng 4, B bằng 7. Đó. A nhỏ hơn B là đúng. Đó. A lớn hơn hoặc bằng B sai. Tại vì A là 4, B là 7, không lớn hơn cũng không bằng luôn, sai. Đấy. A nhỏ hơn hoặc bằng B thì là đúng, tại vì là nó nhỏ hơn B nhưng mà nó không bằng B, đó. Nhỏ hơn hoặc bằng. Thì nó là cái toán tử quan hệ. Và nó còn kèm theo cả cái thằng logic này, nó hoặc đây này, nhỏ hơn hoặc bằng này, lớn hơn hoặc bằng này. Bây giờ chúng ta kết hợp với cái toán tử quan hệ để mà chúng ta thử xem nhé. Thì bắt log này. A khác B và A nhỏ hơn B. Kết quả này thì nó sẽ trả ra kết quả đúng nhá. A khác B này, A bằng 4, B bằng 7, tất nhiên là khác rồi, đúng rồi. Và ở đây là A nhỏ hơn B, A bằng 4, B bằng 7 thì tất nhiên là nó sẽ đúng rồi. Hai cái đều đúng thì là cả biểu thức nó đều đúng. Đó. Đó là cái và. Toán tử logic và này, chúng ta log ra này. Đó, true này. Chúng ta sẽ thử cái toán tử quan hệ là hoặc này. A khác B hoặc là A lớn hơn B đi. A khác B hoặc A lớn hơn B. Đoán xem là nó là đúng hay là sai. Theo cái định nghĩa của cái toán tử hoặc thì là nó sẽ trả về true. Nếu ít nhất một toán hạng mang giá trị true thì cái biểu thức này là true đây. Tại vì là có ít nhất một cái toán hạng là true này. Đó.
một cái biểu thức trả về giá trị true, a khác b là true. Còn a lớn hơn b là false. Tại vì là a bằng 4, b bằng 7, không thể nào mà 4 lớn hơn 7 được. Đó, true. Và chúng ta sẽ xem một cái toán tử đảo ngược lại nhé. Chúng ta đảo ngược lại này. Toán tử đảo ngược. Ở đây là tất cả cái biểu thức này như chúng ta vừa mới log ra nó là true rồi. Bây giờ chúng ta đảo ngược cái biểu thức này lại. Đó. Toán tử đảo ngược ở chỗ này thì là nó sẽ là false. Đó. Đó là cái tác dụng của cái toán tử đảo ngược.